Hơn 222.000 học sinh cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, cả trường có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ học phí với một mức chung. Việc hỗ trợ học phí sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp và sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ học sinh trước thềm năm học mới. Trước Quảng Ninh, Đà Nẵng cũng đã quyết định hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông các trường công lập và ngoài công lập, dự kiến hơn 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất miễn học phí học kỳ 1 cho tất cả học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc COVID-19 để bóc tách F0 và đánh giá lại nguy cơ các khu vực trên toàn thành phố. Kế hoạch được đưa ra khi Hà Nội bước sang tuần thứ 5 giãn cách xã hội, nhưng số ca bệnh vẫn tăng nhanh với nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp. Thành phố Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa, cách ly nhóm đỏ, khu vực có nguy cơ nhóm da cam trong thời gian nhanh nhất. Đến thời điểm này thì phường cũng đã xét nghiệm 100% trong cái khu vực cách ly y tế. Và 1-2 ngày nữa thì phường tiếp tục là lấy mẫu xét nghiệm ở trong cái khu vực đấy. Và đến thời điểm này và ngày hôm nay là quận cũng đã đề nghị phường là lấy mẫu xét nghiệm toàn phường để sàng lọc và bóc tách cái F0 ra khỏi cộng đồng. Cùng với đó, thành phố tập trung xét nghiệm cho hộ gia đình tại khu vực an toàn để bảo vệ và dần mở rộng nhóm xanh. Thì trạm y tế chúng tôi đã ghi nhận trên địa bàn phường ở ổ dịch ngõ 24 Kim Đồng là 48 bệnh nhân F0, là 52 F1 và 39 F2. Địa bàn phường Giáp Bát là vùng nguy cơ cao, cho nên là chúng tôi cũng đã được chỉ định của thành phố là chúng tôi lấy mẫu trên diện rộng để đảm bảo được là mọi người dân trên địa bàn phường được lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện cái SARS-CoV-2 kịp thời để phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng. Đợt xét nghiệm sàng lọc diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với 200.000 mẫu. Ngoài xét nghiệm sàng lọc các khu vực trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, chính quyền địa phương các phường, xã đã chủ động hỗ trợ người dân mua thực phẩm, cung cấp nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm để nhân dân ở yên tại nhà, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Đối với các hộ trong vùng cách ly hiện nay là 492 hộ gia đình, và hàng ngày chúng tôi đều có các nhu yếu phẩm như rau xanh, các thực phẩm gạo và mì sẽ cung cấp cho 492 hộ này và đảm bảo các hộ gia đình ở đây không bị thiếu đói. Đối với các hộ dân trong vùng cách ly thì hiện nay các hộ dân cũng rất là đảm bảo về tinh thần, cũng ổn tinh thần cũng rất là ổn định và cũng sẽ phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện song song việc xét nghiệm diện rộng và cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, UBND Hà Nội cũng lên sẵn hai kịch bản ứng với hai mức độ nguy cơ sau ngày 6 tháng 9, thời điểm Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội lần thứ hai. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 8, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục xuất hiện các ca dương tính mới và chưa rõ nguồn lây. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, đi làm tại các cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 467 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 111 trường hợp đã xuất viện. Từ ngày 28 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên quyết định chỉ thực hiện một loại giấy đi đường, đồng thời giao Công an tỉnh tham mưu mẫu giấy đi đường có QR code và phân cấp đối với xã, huyện, tỉnh và có hướng dẫn áp dụng theo các đối tượng ngành nghề. Việc cấp giấy đi đường được quy định cụ thể, xã cấp liên thôn và trên địa bàn xã, huyện cấp liên xã và trên địa bàn huyện, tỉnh cấp liên huyện và ngoài tỉnh. Thời gian qua, việc di chuyển của người dân từ vùng có nguy cơ cao sang các vùng nguy cơ thấp diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn giữa các vùng với nhau. Đến ngày 28 tháng 8, tỉnh Phú Yên ghi nhận hơn 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2.110 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Thưa quý vị, chương trình ATM F0 chống dịch
do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức vừa ủng hộ 100 suất thù lao cho các F0 khỏi bệnh, chăm sóc F0 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các F0 đã khỏi bệnh tham gia chương trình sẽ thành lực lượng tuyến đầu đặc biệt khi trở lại các cơ sở y tế, bệnh viện, các khu cách ly để chia sẻ công tác hậu cần, chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 khác đang rất cần sự giúp đỡ. Tham gia ATM F0 chống dịch, mỗi tình nguyện viên được chương trình hỗ trợ từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng để có thêm chi phí trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện dã chiến thu dung số 3 thì cảm thấy là nguồn nhân lực y tế hiện giờ là không đủ so với cái tình hình F0 càng ngày càng tăng của thành phố. Em cảm thấy là nên góp một phần sức lực, có tới đâu thì mình góp tới đó. Bệnh nhân F0 khi đã điều trị khỏi rồi á, thì bản thân bệnh nhân đã có kinh nghiệm rồi, và khi đó những bệnh nhân đang bệnh á, thì người ta sẽ tin tưởng hơn và sẽ có cái niềm tin hơn là để nhanh chóng khỏi bệnh, vượt qua được cái bệnh này. Tùy theo cái tính chất của công việc của đơn vị, rồi đặc biệt á, là phân theo cái khả năng, trình độ, nghề nghiệp của các bạn tình nguyện viên thì chúng tôi sẽ phân cụ thể. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết đã có gần 300 F0 đã khỏi bệnh, đăng ký tham gia chương trình. Trong đó, 165 F0 đã nhận bàn giao công việc. Ngày 27 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã triển khai chương trình tiếp sức công nhân 3 tại chỗ và chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho các lực lượng y bác sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Chương trình của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An hỗ trợ cho hơn 40.000 đoàn viên, công đoàn, người lao động đang làm việc 3 tại chỗ và hỗ trợ 5.300 các y bác sĩ đang làm việc các nhiệm vụ giám sát, điều tra, xác minh dịch tễ, người trực tiếp khám, chẩn đoán, người điều trị mắc bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh 1 triệu đồng. Qua đó giúp công nhân và đội ngũ y bác sĩ đủ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe, làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Thưa quý vị, trước tình trạng có khá nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến tài xế trong thời gian gần đây, tại các chốt kiểm soát COVID-19 cửa ngõ của tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả các tài xế đều phải vào chốt thực hiện test nhanh và phải có kết quả âm tính thì mới được tiếp tục lưu thông vào nội địa tỉnh. Theo ghi nhận tại chốt kiểm soát DT741 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, điểm nóng giáp danh giữa tỉnh Bình Phước và Bình Dương, việc test nhanh cùng với lực lượng ứng trực tại chốt mỏng không thể giải quyết nhanh để phương tiện lưu thông, và điều này đã dẫn đến có thời điểm các xe đã phải xếp hàng dài. Ngày hôm nay 28 tháng 8, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn. Đợt này có hơn 100 chức sắc chức việc trong tôn giáo tại thành phố Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19. Việc tiêm ngừa trên thể hiện sự quan tâm của thành phố Cần Thơ đối với tôn giáo, dân tộc, tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động bình thường trở lại. Thời gian qua, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo đã có nhiều đóng góp tại địa phương, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, tích cực tham gia phong trào vì an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ngày 27 tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định xử lý kỷ luật hai phó chủ tịch UBND cấp huyện vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thu hồi quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhân dân và cán bộ huyện Đơn Dương vì để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Đức Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà và ông Vũ Đức Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh với hình thức cảnh cáo trong thời gian là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định thu hồi bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tiền thưởng 5 triệu đồng dành cho nhân dân và cán bộ huyện Đơn Dương vì lý do địa phương đã để bùng phát dịch trên địa bàn vào ngày 25 tháng 8.
trong khi các địa phương đã xem xét điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt và tiền sử dụng nước, vận chuyển nước, hỗ trợ người dân vùng khô hạn vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, theo chỉ đạo của chính phủ, thì ở tỉnh Phú Yên, nhiều cá nhân lại bán nước sinh hoạt với giá là 50.000 đồng một mét khối. Sự việc này đã diễn ra hàng chục năm qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay, thì điều này lại càng làm cho người dân gặp không ít khó khăn. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ tháng 2 âm lịch đến nay, gia đình ông Trần Văn Kinh ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phải mua nước sinh hoạt hàng ngày với giá 50.000 đồng một mét khối. Biết là quá đắt, nhưng ông Kinh không còn cách nào khác vì không thể không dùng nước trong những ngày thời tiết oi bức. Cái từ tháng 2 âm lịch là mua tới cuối tháng 8 âm lịch. Cứ một tháng thì là phải hết một kiểu tiền nước. Xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa có hơn 600 hộ gia đình với khoảng 2.000 người, nhưng đã có đến hơn 100 hộ phải mua nước sinh hoạt với giá ít nhất 50.000 một mét khối, trong khi mức GDP bình quân đầu người ở khu vực miền núi của tỉnh Phú Yên chỉ từ 20 đến 26 triệu đồng một người một năm. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số không quá 16 triệu đồng, thì đây quả là một số tiền không nhỏ đối với người dân còn lắm khó khăn này. Về cái vấn đề này, thì đối với địa phương thì cũng đã tuyên truyền, cũng vận động đối với cái người mà đi phục vụ nước đỡ rồi đảm bảo cái giá nước cho nó phù hợp. Còn về cái giải pháp lâu dài thì địa phương cũng rất là mong muốn các cấp từ tỉnh đến huyện cũng quan tâm đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung đỡ rồi phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn của xã cho nó đảm bảo ổn định đời sống lâu dài. Nước sinh hoạt ở tỉnh Phú Yên có giá từ 7.000 đến 12.000 đồng một mét khối, tùy theo mức độ sử dụng nhiều hay ít. Và việc người dân phải mua nước với giá cao trong thời gian dài, giữa đại dịch COVID-19 như ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, rất cần có sự quan tâm kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên trong việc chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước điều chỉnh đơn giá để người dân có nước sinh hoạt với giá cả phù hợp nhất.